Trở lại chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dung và cái chủ đề ngày hôm nay là fake news, tức là những tin tức bịa đặt trong cái thế giới toàn cầu hóa và bùng nổ về thông tin hôm nay. Thưa Ngô Nhân Dung, có nhiều người họ đưa ra một cái nhận định, họ bảo rằng ông Donald Trump sở dĩ thắng cử trong cái cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua đó là bởi vì ông là một bậc thầy trong cái lĩnh vực mà có thể tạo giữa cái thật với cái ảo, và nhiều khi cái ảo lại còn chiếm nhiều hơn nữa, để có thể lấy lòng một số những khối cử tri tại nước Mỹ này ủng hộ chống. Ông có đồng ý với nhận định đó không? Thưa, có lẽ điều đó nói chung thì là đúng, bởi vì ông Trump có nhiều người cứ cho là ông là một người không có làm chính trị bao giờ. Bây giờ bước vào chính trị thì như vậy là ông ấy yếu về chính trị. Nhưng mà thực sự ra khi quan sát những cái việc ông ấy làm trong lúc tranh cử cũng như ngay lúc ông ấy làm tổng thống trong vòng 2 tháng vừa rồi thì thấy là ông ấy là một cái tay làm chính trị rất là giỏi. Với cái linh tính của một cái nhà kinh doanh, ông đã biết là làm cái gì mà có kết quả nhất cho chính ông ấy. Thì như vừa rồi ông ấy nói những cái điều như là trong thời gian tranh cử năm ngoái, chính phủ Obama đã ra lệnh gọi là nghe lén điện thoại của ông ấy, gọi là wiretap. Thì cái chuyện đó, đó là tất cả mọi người kinh ngạc. Những cái người trong Đảng Cộng Hòa như nghị sĩ McCain hay là ông chủ tịch Hạ viện, họ đều bảo là tôi không thấy cái bằng cớ nào cả. Rồi cái ủy ban tình báo của Quốc hội cũng yêu cầu là Bộ Tư pháp phải đi đưa những chứng cứ cho chúng tôi để chúng tôi xem. Bởi vì nếu có cái chuyện mà ông Tổng thống Mỹ Obama mà đi nghe lén điện thoại của một công dân Mỹ chứ không cứ là ông Trump, thì chuyện đó là chuyện lớn, chuyện này phải điều tra. Bởi vì theo luật, chính phủ Mỹ không có quyền nghe lén điện thoại của bất cứ người công dân nào, trừ khi có lệnh của tòa án. Tòa án nói rằng cái anh này nguy hiểm lắm, cái cơ quan điều tra liên bang tức là FBI nói rằng chúng tôi đã thấy những chứng cứ rằng anh này nguy hiểm, xin tòa cho phép chúng tôi nghe lén điện thoại. Ông quan tòa ký rồi đó thì lúc đó mới tìm cách nghe lén. Mà đây ông Trump nói rằng ông Obama ông ấy nghe lén điện thoại của ông Trump, có nghĩa là chả cần tòa án gì cả. Nếu điều đó có thật đó thì lắm, nó là cái vụ lớn. Vụ này có thể giống như là vụ Watergate của ông Nixon vậy. Thế nhưng mà ông Trump ông tài lắm, sau đó không nói gì nữa. Ông viết một cái câu gọi là tweet, gửi cho những cái người gọi là theo ông ấy, gọi là followers của ông ấy. Thế là tất cả mọi người loan tin lên, nhưng ông không nói gì tiếp nữa. Rồi sau đó, thì đến cái người, một cái cô giống như là phát ngôn viên của tờ Bạch Áp, cô ấy đó. Dạ, cô ấy ra trước công chúng, cô ấy nói chuyện với đài truyền hình, cô ấy bảo ông Trump ông nói như vậy không có nghĩa là ông ấy nói cái chuyện mà nghe lén điện thoại đâu, ông nói là theo dõi thôi. Theo dõi thì người ta theo dõi bằng nhiều cách, nó không cứ phải nghe lén điện thoại. Ông cô ấy còn nói rằng rất có thể là cái tivi ở trong nhà mình, microwave, cái lò nướng vì của mình đó, nó cũng là một cái khí cụ để cho người khác theo dõi mình. Thế là đã hạ cái gọi là cái nhiệt độ của cái lời tuyên bố của ông Trump xuống. Thế xong rồi gần đây nhất là ông phát ngôn viên tòa Bạch Ốc, ông Spicer. Ông ấy nói rằng không, ông Trump nói là nghe lén điện thoại, nhưng mà ông không nói cái đó là nghe lén đâu. Ông ấy nói bóng gió vậy thôi. Tức là ông Trump nói một câu, rồi sau đó các nhân viên của ông ấy hạ xuống, và bây giờ mọi người coi như về, coi như ông không nói gì cả. Như vậy thì cái chữ này có vẻ hơi gọi là bó bã bình dân quá, nhưng mà một ông tổng thống mà cứ nói bừa lên như thế mà không sợ hậu quả, hay là ông cố tình ông nói như vậy để ông tạo ra một cái phong trào của những người theo ông? Tôi nghĩ rằng ông ấy cố tình. Ông Trump không phải là một cái người kém thông minh, ông rất là tinh, và khi ông ấy làm những cái việc như vậy đó thì ông ấy có mục đích của ông ấy. Và ông ấy biết rằng nếu mình cứ nói kiểu đó đó và sau đó đó lại đem xóa nó đi, rồi lại nói một câu khác
mọi người ngạc nhiên, sau đó lại xóa nó đi. Thì mãi mãi đó, cuối cùng những cái câu nói của mình nói ra đó, nó cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Và tức là người ta không mình tin vẫn đó. Hoàn toàn vô người ta tội. Không tin. Người ta sẽ bảo, ồ, ông nói vậy nhưng mà chưa chắc đã vậy. Thì cuối cùng cũng chả có ảnh hưởng gì đến chính ông ấy cả. Nhưng mà ông ấy có cái lợi, là ông ấy có một cái số người luôn luôn theo dõi và tin ở ông ấy. Và nếu mà ông cứ tiếp tục như vậy, là một cách để ông ấy nuôi dưỡng những cái người theo mình. Người ta đang nói tới một cái phong trào gọi là White Supremacy, tức là những người xem cái chủng tộc da trắng là siêu đẳng, y hệt như chủng tộc Aryan của bên Đức ngày xưa trong thời đình Thế chiến. Và nước Mỹ bây giờ nó thể hiện qua những hành động như là một số người da trắng bắn một ông Ấn Độ, một số người đánh đập những người khác, phải không? Và thậm chí bây giờ mới đây có một cái tiểu bang, nếu tôi nhớ không lầm, Ohio thì phải, có thể là không chính xác lắm về cái tiểu bang, nhưng mà họ đã treo cái cờ của KKK, tức là cái tổ chức gọi là người da trắng ngày xưa, họ khánh thành là cái trụ sở của họ. Cái phong trào da trắng hình như nó đang nổi dậy ở nước Mỹ. Dạ thưa, cái hiện tượng mà đáng chú ý nhất đó, là khi nước Mỹ mà có cái cuộc nội chiến, thì một lý do chính là ở miền Bắc á, thì muốn xóa bỏ chế độ nô lệ. Ở miền Nam thì muốn giữ chế độ nô lệ, những người da đen bị bắt cóc ở Phi Châu rồi mang sang bán ở khắp Bắc Mỹ và Nam Mỹ luôn đó. Thì những cái người nô lệ đó đến đời con cháu họ cũng vẫn tiếp tục làm nô lệ. Chúng tôi xin trở lại ngay chương trình với nhà báo Nguyễn Nhân Dũng sau ít phút thông tin thương mại.